chào các bạn đã đến với chương trình tư vấn du học online của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương. Và trong chương trình hôm nay thì Tân Đại Dương sẽ giúp các bạn tìm hiểu về trường Raffles tại Singapore. Và trường Raffles có lịch of Higher Education của Singapore trực thuộc Raffles Education Corporation, tập đoàn giáo dục hàng đầu trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, với 38 trường thành viên tại các nước Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia, New Zealand, Singapore, Thái Lan, Việt Nam, v.v. Và tại Singapore thì có 3 học viện là Raffles Design Institute, Raffles Merchandising Institute, Raffles School of Business, cung cấp các chương trình đào tạo về các lĩnh vực thiết kế và kinh doanh, đảm bảo việc sinh viên sau khi ra trường sẽ được cung cấp đầy đủ những kiến thức cũng như là những kỹ năng cần thiết để mà đáp ứng nhu cầu của thị trường thế giới. Và trong năm 2012, trường đạt được chứng chỉ EduTrust thời hạn 4 năm về đảm bảo yêu cầu đào tạo cho sinh viên quốc tế. Vậy thì tại sao các bạn nên lựa chọn học tập tại Raffles? Thì Raffles được công nhận là một trong những tập đoàn có chất lượng cao tại Singapore, được chính phủ Singapore cấp bằng chứng nhận Cashtrust cho phép tuyển sinh viên quốc tế và được chính phủ Singapore bảo hộ, và SQC chứng chỉ dành cho các trường uy tín và có chương trình giảng dạy đạt tiêu chuẩn chất lượng tại Singapore. Và hiện nay thì trường Raffles có thế mạnh về hai lĩnh vực thiết kế và kinh doanh, với chương trình cử nhân gói gọn từ 2 năm rưỡi đến 3 năm thì học sinh có thể hoàn tất và nhận bằng cử nhân sớm hơn so với chương trình tại Việt Nam. Và Raffles có mặt tại nhiều thành phố trên thế giới như là Sydney, Auckland, Singapore, Kuala Lumpur, Hồng Kông, Việt Nam, v.v. Về các chương trình học tại Raffles như sau. Về chương trình tiếng Anh, cung cấp những kỹ năng cần thiết trước khi bắt đầu chương trình cử nhân cho sinh viên không đủ điều kiện tiếng Anh với 2 cấp độ. Về chương trình cao đẳng nâng cao, cung cấp chương trình đào tạo cao đẳng chuyên ngành marketing, tài chính, khách sạn, thiết kế thời trang, thiết kế nội thất, thiết kế nữ trang, báo chí và truyền thông, thời trang, mỹ thuật, hoạt hình, truyền thông an ninh mạng, khoa học, y sinh, v.v. Sau khi ra trường, sinh viên sẽ được cấp bằng của Raffles College of Higher Education Singapore. Về chương trình cử nhân thì cung cấp chương trình đào tạo cử nhân thương mại, cử nhân thiết kế, cử nhân nghệ thuật, cử nhân tâm lý học ứng dụng danh dự. Bằng cử nhân được cấp bởi Raffles College of Design and Commerce Sydney của Úc. Về chương trình thạc sĩ thì cung cấp chương trình đào tạo thạc sĩ thương mại và thạc sĩ thiết kế. Và mọi thông tin chi tiết thắc mắc về trường Raffles College of Higher Education của Singapore thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến công ty tư vấn du học Tân Đại Dương qua địa chỉ là 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, hay 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay tddvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tư vấn du học kỳ sau.